8 câu chuyện cuộc đời nghe xong thu hoạch được cả núi bài học hay. Truyện tuy ngắn nhưng lại có giá trị riêng của nó. Mỗi một câu chuyện, một tình huống, một mảnh đời khác nhau. Thông qua đó, chúng ta sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm sống, từ đơn giản đến phức tạp. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu đi nữa, quý vị và các bạn cũng hãy dành chút ít thời gian để nghe những câu chuyện cuộc sống này nhé. Đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Câu chuyện thứ nhất, thằng Hỷ về quê. Nó tên là thằng Hỷ, trên giấy tờ đàng hoàng chứ không phải tên kêu chơi đâu, Trần Văn Hỷ. Bởi vì thằng anh nó lỡ tên Trần Văn Hoang nên nó mang cái tên không được đẹp đó. Nó là đứa út trong bốn anh em, Gia Khang Hoang Hỷ. Quê nó ở miền Tây, nhà nghèo lắm, nhà nó ở xứ trồng lúa một vụ do đất phèn, nước nhiễm mặn. Nhà nghèo nên cha mẹ nó làm đủ thứ nghề sinh nhai, từ cắt lúa mướn đến đi mò cua, đặt lợp, giăng câu, chuyện gì cũng làm. Rồi anh hai nó và cha nó trong một lần đi chích cá, theo mương đi vô vườn nhà người ta, bị người ta gài dây điện, điện giật chết cả hai cha con. Má nó suy sụp luôn, bệnh miết, nhà nghèo lại càng nghèo. Thằng Hỷ bỏ học năm lớp 9, 15 tuổi, nó theo người ta lên Sài Gòn làm ăn. Nó lên Sài Gòn đi theo người ta làm một cái nghề, đó là nghề bốc xếp. Mới đầu là bốc xếp ở chợ đầu mối, rồi bốc xếp ở kho hàng. Rồi sau đó nó được chuyển vô một công ty, bận đồng phục đàng hoàng, làm nhân viên vận chuyển. Thằng Hỷ ít học nhưng được cái hiền lành, hiếu thảo. Nó làm được bao nhiêu tiền chỉ trừ chút đỉnh ăn uống, còn lại gửi về quê cho má hết. Tùy bữa nhiều bữa ít, nhưng mà tháng nào cũng 5-3 triệu gửi cho má. Vừa có tiền cho má nó thuốc thang, vừa đỡ tiền chợ. Má thằng Hỷ nói, thôi má ở dưới quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mày giữ tiền mà xài chứ. Mà nó cứ gửi. Má thằng Hỷ nói, thôi coi như giữ tiền giùm nó, chờ ngày nó lấy vợ. Chờ ngày thằng Hỷ lấy vợ là má thằng Hỷ chờ vô vọng luôn. Tới nay thằng Hỷ 31 tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào. Dù má nó hối miết, nói má sắp xuống lỗ rồi, mày cưới dâu cho má coi mặt cháu rồi má đi theo cha mày, làm nó cười miết. Một phần vì nó nghèo quá, Sài Gòn hoa lệ, người ngựa ngược xuôi làm nó càng ngại ngùng, không dám yêu đương gì. Phần vì nó đi làm miết cũng không có rảnh đâu mà trai gái. Sài Gòn bùng dịch, thằng Hỷ không chạy kịp, nó cũng không có dư tiền dành dụm, nên mấy ngày đầu giãn cách là nó bắt đầu khổ. Bốn thằng ở trọ chung thì hai thằng trốn chạy được về quê, còn lại hai thằng bắt đầu đói. Một bữa có xe phường xuống phát gạo, thằng Hỷ chạy đại ra hỏi, mấy anh có cần người phụ không, cho tôi theo với. Anh phường đội nhìn cái tướng bự như trâu của nó, khoái quá, nói để đăng ký cho nó làm tình nguyện viên. Từ đầu tháng 8 là nó bắt đầu tham gia cùng anh em phường đi chống dịch, làm đủ thứ, từ phát gạo, trực chốt, khử trùng, bốc phát rau, giăng dây. Nó siêng năng nhiệt tình, chỉ cần cho nó đủ 3 bữa cơm ngày là chuyện gì nó cũng làm, ai cần gì nó cũng giúp. Tánh thằng Hỷ vừa hiền lành lại vừa lễ phép, tướng to con nhưng làm việc lại nhẹ nhàng chu đáo. Bà con ai cũng thương nó, có cái gì ngon đều kêu lại cho. Có bữa có nhà còn cho nó nguyên con gà luộc, nó đem về phường chặt ra anh em cùng ăn. Má nó ở quê, nghe nói Sài Gòn dịch nặng mới run lắm. Nó là, Hỷ ơi, má ăn chay ngày đêm, cầu trời Phật cho Sài Gòn mau khỏe, cho thằng Hỷ con má bình an. Hết dịch rồi, mau lấy vợ cho má nhìn mặt con dâu. Thằng Hỷ cười lớn, nói má vừa phải thôi, má xin trời Phật nhiều quá, vậy ai chứng. Thôi, má cầu cho Sài Gòn mau khỏe được rồi, Sài Gòn khỏe thì con đi mừng là có tiền. Có tiền mới lấy vợ cho má coi mặt được chứ. Cứ buổi tối về là thằng Hỷ phải gọi Zalo cho má, ầm ĩ cả cái phường rồi mới đi ngủ chút. Anh em cười hoài, ai cũng gọi cho vợ, cho con, chỉ có nó là gọi cho má. Rồi phường tổ chức chích vaccine. Thằng Hỷ làm chân giữ xe, phát số. Nó nổi tiếng tới nỗi ai cũng nhớ thằng Hỷ.
nó dẫn xe cho người già, ai chích ra nó cũng hỏi thăm, cô bác có đau không? Về nhớ uống nước nha anh. Chị ơi, để em lau yên xe. Người ta thương quá, cho tiền, nó nhất quyết không lấy. Nguyên cái điểm tim, người ta nhắc tới một anh giữ xe hiền hậu, nhiệt tình. Có một cô này là nhân viên y tế trong đội tim, tên cô là Huệ. Cô Huệ người miền Trung, xa xôi lắm. Cô Huệ trẻ măng, mới 25, nhỏ con nhưng mà cũng lanh lợi. Cô Huệ để ý tới thằng Hỷ, vì ngày nào nó cũng lấy đồ che yên xe cho mọi người. Bữa đó, cô Huệ được ai cho 2 ly trà sữa, cô qua mời nó 1 ly. Thằng Hỷ mừng lắm, uống cái ót, rồi nói cái gì mà ngọt dữ chèn, rồi không biết nói gì nữa, cứ cầm cái ly đá hút rột rột hoài. Sau bữa đó, thằng Hỷ bắt đầu để ý cô Huệ, cô Huệ cùng liếc liếc thằng Hỷ. Thằng Hỷ đeo khẩu trang, thỉnh thoảng lúc ăn uống có kéo xuống nên còn thấy mặt, chứ cô Huệ thì trùm bảo hộ xanh lè từ đầu tới chân, nên thằng Hỷ chỉ nhận ra cái dáng cô nho nhỏ lanh lanh mà thôi. Làm gì làm cũng phải liếc nhau một cái, cũng chỉ vậy thôi, dịch giả mà. Tới ngày đội tiêm dọn dẹp, chuẩn bị nghỉ, cô Huệ sấn tới chỗ thằng Hỷ rồi nói, giờ có lấy số điện thoại kết Zalo không, ngày mơ tôi nghỉ là khỏi kiếm đó nha. Thằng Hỷ lật đật bóc điện thoại ra lưu số, kết liền, lật đật làm trước cái điện thoại, rồi tay rung quá, chọt lộn số miết. Vừa lưu số, vừa lắp bắp nói nhỏ, kết Zalo rồi, hết dịch, tôi mời trà sữa nha. Cô Huệ đi mất tiêu rồi, có nghe đâu. Tối đó, nó gọi cho má, mà không thấy lớn tiếng nữa. Nó nói nhỏ, má nè, con có gợi rồi nha. Hôm nay, thằng Hỷ nhắn, tách tay em về quê anh hai chơi. Đúng 7 tháng, giờ mới về thăm má. Hỏi, mày có chở Huệ về không? Nó cười ha ha, có chứ, không chở, dễ gì bà già chịu. Má em bà ăn chay ngày đêm, cầu khẩn có nhiêu đó mà. Bà khoe cùng sớm rồi anh hai ơi. Câu chuyện thứ hai, hai đứa trẻ chịu chết chứ không nhổ nước bọt lên kinh thánh. Quân phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai từng ép người Do Thái phải phun nước bọt lên kinh thánh nếu muốn được sống. Trong thời khắc đứng giữa lựa chọn sinh tử ấy, hành động của hai đứa trẻ và kết cuộc của nó đã khiến nhiều người không khỏi chấn động. Vào khoảng thời gian Thế chiến thứ hai, trước khi đưa ra bản án tử hình trong một trại tập trung ở Đức, quân phát xít đã ném một quyển kinh thánh xuống đất và nói với những người Do Thái đang sợ hãi trước mặt. Các người, ai muốn sống thì hãy phun nước miếng lên quyển kinh thánh này, sau đó đứng vào đội của người sống sót bên phải. Ai không muốn sống thì khỏi phải phun nước miếng lên cuốn kinh thánh, sau đó hãy đứng vào đội của người chết phía bên trái. Người đầu tiên bị quân phát xít gọi đến trước cuốn kinh thánh. Ông ta đưa hai tay ôm lấy quyển kinh thánh đặt trước ngực tỏ vẻ tôn kính, miệng đọc một tràng lời cầu nguyện khẩn thiết. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con là kẻ có tội. Cầu nguyện xong, ông ta nhẹ nhàng đặt cuốn kinh thánh xuống chỗ cũ, đau xót, phun nước miếng lên, rồi theo động tác chỉ huy của quân phát xít, đứng vào đội người sống sót bên phải. Tiếp theo đó, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều lặp đi lặp lại hành động như người đầu tiên. Đặt quyển kinh thánh trước ngực, thành khẩn cầu nguyện, phun nước bọt lên, rồi đứng sang đội người sống sót. Quân phát xít Đức thấy vậy vô cùng thỏa mãn. Lúc này, đột nhiên có một cô bé người Do Thái khoảng 8 tuổi, tên là Esther, đi qua đám đông bước đến trước mặt quân phát xít. Cô bé ôm lấy quyển kinh thánh bị phun đầy nước bọt vào người, dùng mái tóc của mình lau đi những giọt nước dơ bẩn trên cuốn kinh thánh, rồi hai tay nâng quyển kinh thánh lên áp vào mặt mình mà lớn tiếng cầu nguyện. Xin Chúa hãy thứ lỗi cho họ, cầu xin Ngài hãy chấp nhận linh hồn con. Sau đó, cô bé theo chỉ dẫn của quân phát xít đứng sang bên trái, một mình bên đội người sẽ chết. Người tiếp theo bước đến, vẫn tiếp tục phun nước bọt lên cuốn kinh thánh, vừa được Esther lau sạch và đứng bên đội người sống sót. Đến lượt một cậu bé 10 tuổi tên David bước ra. Cậu học theo hành động của Esther,
dùng khuôn mặt của mình lau sạch những vệt nước bọt trên quyển kinh thánh, thành kính cầu nguyện, rồi theo sự chỉ đạo của quân phát xít đứng về phía đội người chết cùng Ether. Cậu bé nắm chặt tay Ether, mỉm cười nói: "Dưới Chúa, cậu không đơn độc." Giờ hành hình đến, quân phát xít cười mang trá rồi điên cuồng xả súng vào đội bên phải, nơi những người đã phải giằng xé lương tâm để lựa chọn sống sót. Họ không ngờ mình đã bị lừa dối trắng trợn rồi tuyệt vọng gục ngã. Sau khi hạ sát loạt người dân vô tội đáng thương, quân phát xít bước đến trước mặt Ether và David, giơ tay biểu đạt sự kính trọng. Sau đó, Ether và David nắm tay nhau đối mặt với tiếng súng, mỉm cười ngã xuống trong máu và nước mắt. Câu chuyện này sau khi được kể lại đã khiến nhiều người chấn động. Đối mặt với một thế lực khủng bố tà ác, không ai có cơ hội may mắn sống sót. Thỏa hiệp cũng không thể cứu được bạn. Mặc dù không thể lựa chọn sống hay chết, nhưng bạn có thể lựa chọn mình chết như thế nào. Người chính nghĩa sẽ trở thành tượng đài bất khuất. Người thỏa hiệp chính là sự vùi mình trong yếu đuối nhu nhược. Câu chuyện thứ ba, nhân phẩm. Một chàng thanh niên đi phỏng vấn xin việc. Trong lúc đang đợi tới lượt mình thì đột nhiên nghe tiếng một người đàn ông trung niên bước đến nắm tay nói: "Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu lần trước đã cứu con gái tôi ngã xuống hồ." Chàng trai nghe nói vậy liền nói: "Chắc ông nhận nhầm người rồi, không phải tôi." Vị trung niên lại tiếp tục khẳng định: "Chính là cậu, chắc chắn là cậu, tôi không thể nhận nhầm được." Lúc này chàng trai chỉ còn cách giải thích chi tiết: "Thật tình là không phải tôi, công viên mà ông nói tôi còn chưa một lần ghé qua." Vị trung niên nghe nói vậy buông tay chàng trai ra rồi buồn bã nói: "Lẽ nào tôi nhận nhầm rồi sao?" Mấy hôm sau, chàng trai được nhận giấy báo trúng tuyển. Khi đến làm việc, tình cờ gặp lại vị trung niên hôm trước mới bước đến chào hỏi: "Xin hỏi, ông đã tìm được ân nhân cứu con gái mình chưa?" Vị trung niên đáp: "Vẫn chưa, tôi vẫn chưa tìm được." Chàng trai đem câu chuyện này kể với các đồng nghiệp. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau cười: "Đó là chủ tịch của tập đoàn chúng ta đó. Câu chuyện con gái ông ngã xuống nước, ông đã kể rất nhiều lần rồi. Thực tế, ông không có cô con gái nào cả." Chàng trai nghe xong thật không thể tin nổi. Việc này là sao? Các đồng nghiệp mới giải thích: "Thật ra, đây chỉ là một cách khảo nghiệm nhân phẩm ứng viên của chủ tịch chúng ta mà thôi. Ông từng nói, làm người nhân phẩm còn quan trọng hơn tài năng. Người không có nhân phẩm thì nói gì cũng vô dụng, làm gì cũng vô nghĩa." Câu chuyện thứ tư, đứa con riêng bơ vơ. Người phụ nữ lạ chặn em giữa chợ, hỏi phải con dâu mới cưới của bà Hai Liên. Em bối rối gật đầu. Em mới về nhà chồng được có một tuần, họ hàng nhà chồng em chưa kịp nhớ hết. Người phụ nữ nắm tay em ra vẻ thân tình: "Dì hỏi thiệt, cô lấy thằng Thiên mà có biết nó có một đời vợ, có con gái 4 tuổi rồi không?" Em tái mặt, giỏ thức ăn rơi xuống đất. Người phụ nữ dìu em vào quán nước, lu miệng suýt xoa: "Tội nghiệp Hồng, vậy ra cô không biết thiệt hả? Bị thằng Hiên lừa thiệt hả? Mẹ đứa nhỏ theo trai, đứa nhỏ đang ở với cô Út Hoàng. Lúc thằng Thiên sắp đám cưới mới mang đứa nhỏ qua đó giấu. Sau này em mới biết, người phụ nữ đó và mẹ chồng em từng hứa hẹn làm xuôi, nhưng vì Thiên không thương con gái bà nên giờ bà phá cho vui. Nhà của Út Hoàng cách chợ hơn chục cây số, em phải tới đó một chuyến để rõ thật hư. Nhà cô Út quả nhiên có một bé gái chừng 4 tuổi. Cách cô Út đón em đầy bối rối và lo âu khiến tim em vỡ vụn. Vậy là thật rồi, cần gì phải hỏi. Em quan sát đứa bé, cố tìm những nét quen thuộc của chồng em trên mặt nó. Em buộc miệng hỏi: ba mẹ nó đâu cô Út? Cô Út tránh cái nhìn của em, ấp úng: tụi nó đi làm ăn xa, để bé Thỏ ở nhà hữu hủy với cô cho vui. Bước chân em rời khỏi nhà cô Út nặng như đeo đá. Cô Út Hoàng nói theo: con nít nó vô tội nghe con.
Vậy ra em mới là người có tội. Em bức bé Thỏ khỏi ba nó, khỏi nhà nội. Em hỏi chồng bằng giọng lạnh tanh. Bé Thỏ là con gái anh, đúng không? Ranh gạt em. Chồng cuống quýt ôm em. Anh xin lỗi, tại anh thương em quá. Em gom quần áo vào vali. Chồng đóng sập tủ, khóa trái để ngăn em bỏ đi. Tay không em lao ra đường. Nếu ở lại, em không cách nào nhìn mặt chồng, không cách nào đối diện với chính em. Má em than trời. Nhìn mặt thằng Thiên vậy mà dám làm chuyện động trời. Ba đợi hai má con khóc lóc, kể tội đã đời mới thủng thẳng nói. Thằng Thiên từng có vợ, có con mà nó giấu con là nó sai. Nhưng vợ nó đã bỏ đi rồi, con cũng được cưới gả đàng hoàng vào nhà nó. Quan trọng là con còn yêu nó không, nó có yêu con không? Em bàng hoàng, hai đứa yêu nhau 3 năm, thử thách gì cũng đã trải qua. Vừa cưới nhau được 1 tuần, ngọt ngào còn nguyên đó. Yêu thương đâu phải sợi dây mà nó cắt là cắt. Má anh mang khay trầu rượu dắt anh sang tạ lỗi với Xui Gia, xin rước em về nhà. Nhìn chồng mặt mũi hốc hác, em chảy nước mắt nghĩ, vì đâu mà hai đứa ra nông nỗi này. Vùng vằng suốt nửa năm, em mới chịu về lại nhà chồng. Chồng biết lỗi, tan sở là về thẳng nhà. Em bắt nồi cơm thì chồng làm cá, em quét nhà thì chồng lau nhà. Lương tháng nào chồng cũng nộp, không sót một xu. Em sổ mũi, ho hen là chồng cuống quýt nấu cháo, mua thuốc. Em dần quên làm lỗi của chồng, nhưng không thể quên đứa bé. Thỉnh thoảng em tới nhà cô Út, lặng lẽ quan sát bé Thỏ. Con bé lủi thủi chơi với mấy con châu chấu thắt bằng lá dừa, chơi bán bánh mì bằng lục bình. Bé Thỏ trầm lặng, không mấy lanh lợi theo kiểu con nít. Phải chăng vẻ hồn nhiên của Thỏ biến mất từ ngày bị bức khỏi nhà nội? Nhà có mỗi người già, mà người già thường kiệm lời, nên con bé sẽ có thể thành một đứa trẻ vui vẻ. Thỏ cầm con búp bê em tặng, lý nhí cảm ơn. Mắt nó sáng lên rồi chợt tắt. Ánh mắt mơ vơ của Thỏ ám ảnh em. Hẳn nó ước có ba có mẹ chơi cùng. Em mua thật nhiều đồ chơi, quần áo, thức ăn ngon mang đến cho Thỏ. Em học cách thương Thỏ, học cách làm mẹ một đứa trẻ xa lạ. Cũng có thể là em dùng tiền để chuộc lỗi lầm cho chính em, cho cả chồng. Có khi quá phấn khích với món đồ em mang tới, Thỏ cười sáng rỡ định ôm lấy em, nhưng cánh tay đưa ra giữ chừng chợt thụt về. Tình thương dè sẻn xung quanh Thỏ nhắc nó không nên dễ dãi mở lòng với người lạ, hoặc có thể ai đó đã cảnh báo Thỏ em là dì ghẻ, mà dì ghẻ thì... Khoảng cách giữa em và Thỏ còn nguyên đó, dù cả hai có cố gắng xích lại gần nhau. Cuối năm đó, em sinh bé Sóc, má chồng mừng quýnh, bé cháu trai nựng nịu. Chồng em đang ngủ nửa đêm bật dậy, ngắm con rồi cười. Chỉ cần Sóc cất tiếng ọ ẹ, đã có bà nội, có ba chạy tới bế bồng. Sóc được cưng bao nhiêu, em lại ái nái với bé Thỏ bấy nhiêu. Bác sĩ dặn em, chăm con nít phải thường xuyên ôm ấp, âu yếm, nựng nịu, chuyện trò để đứa nhỏ cảm nhận được ấm áp, bình yên lớn lên. Con nít được yêu thương sẽ có cảm giác an toàn, chỉ số EQ sẽ cao, lớn lên sẽ là đứa trẻ sống có tình. Ôm con trong tay, em tự hỏi, giờ này bé Thỏ chơi với ai? Ai ôm ấp khi nó buồn? Ai dỗ dành khi nó nóng sốt biến ăn? Nghĩ cảm giác Thỏ xoay bên nào cũng chỉ có một mình, em thấy nghẹn nghẹn. Nhìn đứa trẻ lạ bơ vơ ngoài đường em còn thương, ruột rà của chồng sao có thể lạnh lùng. Giờ thì em biết mình nợ Thỏ những gì rồi, và đã đến lúc món nợ ấy phải trả. Ngày đầy tháng con trai, em nói với má chồng, con muốn đón bé Thỏ về nhà. Thỏ là con anh Thiên, để nó lưu lạc bên ngoài tội nó má à. Má chồng rơm rớm nước mắt. Má chờ con nói câu này lâu lắm rồi. Chồng nhẹ giọng, anh cảm ơn em. Ánh mắt chồng nhẹ hẳn, như thể vừa trút được gánh nặng. Em không dám nhìn lâu vào mắt chồng. Nếu như em mở lòng sớm hơn, Thỏ sẽ không bơ vơ từng ấy năm. Thỏ chờ em quá lâu rồi. Hy vọng từ nay vòng tay em đủ ấm,
để Thỏ được lớn lên trong yêu thương. Câu chuyện thứ 5, cho cháu xin được quá giang. Chiều chủ nhật tôi về sớm, đang bật xi nhan trái để ôm cua ngã ba. Tôi thấy hai cậu nhóc khoảng 11-12 tuổi, ăn mặc gọn gàng. Một cậu ngồi vẽ thiểu não bên vệ đường, còn một cậu đứng đang giơ tay hú họa xin quá giang. Tôi đoán hai ông nhóc này chắc đang học lớp 6. Tôi chậm chậm tấp xe vô lề, rồi bấm kính xuống hỏi. Có chuyện gì hai nhóc, muốn quá giang hả? Ông nhỏ đang ngồi liền bật dậy mừng rỡ, kéo cậu đang đứng tiến lại sát cửa xe. Dạ, chú cho tụi con quá giang nghe chú. Tôi gật đầu, ừ. Tôi xuống xe mở cửa xe sau, một cậu nhóc nhìn tôi ngập ngừng. Chú cho con ngồi trước được không chú? Sao không chớ, con lên đi. Tôi nói rồi mở cửa xe trước cho cô cậu. Còn cậu kia thì đã ngồi lên băng sau. Tôi lên xe lái chậm chậm rồi hỏi. Tụi con về đâu? Dạ, chú cho tụi con về Huỳnh Thúc Kháng. Con cảm ơn chú. Tôi ậm ừ, cậu ngồi trước nói tiếp. Tụi con đứng chờ nãy giờ lâu lắc, xin quá giang xe Honda mà nhiều người không cho. Chắc họ nghĩ tụi con là cướp hay chú? Ai ngờ gặp chú, may quá. Tôi cười. Nhìn hai đứa bay ốm nhom ốm nhách mà cướp cái nỗi gì. Chắc họ vội đi công chuyện nên sợ phiền đó thôi con. Rồi tôi nghiêm giọng. Nhà dưới Quỳnh Thúc Kháng mà hai đứa đi đâu lên xa tuốt trên đây? Dạ, chiều chủ nhật không có đi học thêm nên hai tụi con rủ nhau lên nghĩa địa thắp hương cho ông bà chú à. Mùa mưa không đi được, giờ mùa nắng tụi con đi. Hai đứa học lớp mấy rồi? Dạ, hai đứa tụi con học lớp 6. Vậy là tôi đã đoán đúng. Tôi nói giọng khuyên bảo. Hai đứa ráng học cho ba má vui lòng nghe. Dạ chú. Lúc đi hai đứa đi bằng gì? Thằng nhỏ ngồi sau trả lời. Dạ tụi con đi bộ chú. Giờ mệt quá, giờ đói bụng nữa, đi hết nổi rồi chú ơi. Con xin quá giang về để kịp đi lễ chú à. Tôi nghe hai đứa trả lời mà thấy thương. Tôi hỏi. Hai đứa nhà theo đạo Thiên Chúa hả? Cậu nhóc ngồi sau trả lời. Dạ chỉ nhà con thôi chú, nhà thằng bạn con theo đạo Phật. Tôi lẩm bẩm như tự nói với mình. Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy con người hướng thiện, chỉ có những kẻ vô đạo mới khốn nạn. Ông nhỏ ngồi trước la lên. Sao chú nói giống ba con vậy? Ờ thì chú và ba con được dạy như vậy. Tôi nhìn kính chiếu hậu, giả bộ hỏi ông nhóc ngồi sau. Ủa, mà đạo Thiên Chúa đâu có thắp hương con? Ông nhóc trả lời không suy nghĩ. Dạ đó là hồi trước thôi chú, giờ cho thắp hương để phù hợp với thông tục người Việt mình chú à. Tôi mỉm cười. Thì ra là vậy, giờ chú mới biết. Xe tới đường Quỳnh Thúc Kháng, tôi tấp vô lề, xuống mở cửa cho hai chú nhóc. Hai cậu xuống xe, cả hai đứa đều cúi đầu. Con cảm ơn chú. Cậu ngồi sau nói tiếp. Nếu chú không cho quá giang, chắc con bị trễ đi lễ rồi. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Tôi cười nói. Không có gì đâu con. Thôi hai đứa về nghe, chú về đây. Dạ chú về. Tôi lên xe, lòng vui vui. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy hai ông nhóc còn đứng vẫy tay chào tôi. Tôi thầm nghĩ. Thì ra, ở thời buổi nhiễu nhương này, vẫn còn có những gia đình dạy con mình những điều tử tế. Câu chuyện thứ 6, qua cơn hoạn nạn. Lần nhập viện gần đây, mẹ tôi nằm gần giường một bà cụ bị tai nạn giao thông. Không biết ngã kiểu gì mà gãy cả tay phải và chân trái, phải bó bột trắng toát, nằm bất động. Mặt mũi thì xây xước rỉ máu. Chỉ có hơi thở đều đều của cụ là cho người thân có thể yên tâm. Còn mắt cứ nhắm triền miên, mở mắt ra là nhăn nhó rồi rên khe khẽ. Tuy nhiên, theo tinh thần lạc quan của người xứ mình thì tính ra bà cụ vẫn còn may khi đầu não cùng các cơ quan đoàn thể bên trong không bị tổn thương. Ấy là kết luận của bác sĩ sau nhiều lần dùng máy móc tối tân chiếu chụp soi rọi. Suốt mấy ngày liền, con gái bà luôn túc trực bên mẹ. Những đêm thức trắng khiến khuôn mặt trẻ hốc hác phờ phạc. Lắm khi ngồi canh bình thuốc nhỏ giọt, chị gục luôn xuống đầu giường chợp mắt.
trừ những lúc đi ăn cơm hay vào buồng tắm, chị không rời mẹ, kiên trì và chu đáo từng cử chỉ bón chăm trong những ngày dài lê thê, không một lời than trách. Nếu không làm gì, chị vẫn ngồi lặng nhìn mẹ với đôi mắt tràn đầy yêu thương. Trong số những người đến thăm bà cụ, có một thanh niên trẻ măng, đen thui. Thoạt nhìn cũng đoán biết cậu ra đi từ ruộng rẫy. Đôi mắt tròn to cứ ngơ ngác ngó quanh, ngỡ như lần đầu thấy không gian toàn màu trắng và thấm đẫm mùi của thuốc men này. Không giống nhiều người, cậu đến thăm bệnh nhân với vẻ rụt rè lẫn lo sợ. Cậu lý nhí hỏi thăm bà cụ vài câu rồi đứng sớ rớ, chẳng chia sẻ được gì với ai. Tuồng Như thấy mình bị vô dư, cậu lẳng lặng ra hành lang đứng nhìn vào phòng bệnh. Nhìn mỏi thì tìm góc vắng ngồi bệt xuống, vẻ bần thần không yên. Thấy chàng trai đẫm mồ hôi, tóc xù ngược như rễ tre và áo quần xộc xệch, tôi trêu: đi cải vệ hay sao mà đầm đìa mồ hôi thế kia? Đáp lại là giọng thật thà: dạ không, cháu vừa đạp xe từ phòng trọ tới. Trước sự ngây thơ của trẻ, tôi không dám đùa dai: cháu ở đâu, xa không? Dạ, cháu ở làng đại học, cách đây hơn 20 cây số. Chặng đường dài khiến hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp, làn áo trước ngực cứ phập phồng, mồm hơi há ra để đón dưỡng khí. Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, tôi muốn gợi chuyện, nhưng cậu đã vội vã bước vào phòng bệnh khi nghe bà cụ rên rỉ. Tôi ngạc nhiên thấy con gái bà dành cho cậu thái độ lạnh nhạt. Chị phớt lờ, cứ như không có sự hiện diện của chàng trai. Thậm chí chị chẳng thèm nhìn mặt cậu, chẳng đáp lại lời chào, càng không mời ngồi như với những vị khách khác. Chàng trai về rồi, tôi được cô con gái bà cụ cho biết, cậu chính là thủ phạm gây ra tai nạn khiến bà cụ phải vào viện. Đáng trách hơn, khi sự việc xảy ra, cậu chối bài chối biến, cho rằng mình không có lỗi. Những người chứng kiến sự vụ bất bình bèn giữ cậu lại, giữ cả hiện trường và gọi công an tới. Kết luận của anh cảnh sát giao thông được đưa ra ngay sau đó. Chàng trai chạy xe từ trong hẻm lao ra, đâm thẳng vào xe mẹ con bà cụ, nên lỗi hoàn toàn. Đến thăm lần thứ hai, chàng trai có vẻ tươi tỉnh và bớt căng thẳng hơn khi biết vết thương của bà cụ đang tiến triển tốt. Con gái bà nhìn vị khách bất đắc chỉ cũng ít ác cảm hơn. Thấy cậu đứng sượng sùng, chị kéo cái ghế nhựa từ gầm giường ra và nói khẽ: ngồi đi. Chàng trai ngồi bên bà cụ hồi lâu, xoa bóp cánh tay không bị thương, thấy cụ chớp chép liếm môi, cậu lại lật đật lấy nước cho uống. Cô gái mấy lần nhắc về đi, nhưng khách cứ nấn ná. Sau cùng, cậu mạnh dạn ngỏ ý xin ở lại chăm sóc cụ. Đáp lại là cái lắc đầu dứt khoát. Cậu năn nỉ như van này cũng không chuyển được ý chị. Thấy chàng trai hết nói tới nói lui rồi ngồi lì ra, chị nhìn thẳng mặt, giọng bực tức: tôi yên lòng sao được khi để một người hèn nhát không biết nhận lỗi như cậu chăm sóc mẹ mình. Bị chọc trúng chỗ yếu, chàng trai bất ngờ đứng sững rồi cúi gằm, mặt đỏ bừng. Lát sau, cậu ngước nhìn người đối thoại, giọng ấm ức: thấy máu nhiều quá nên em hoảng, không phải em hèn đâu chị. Lời cậu được chứng minh ngay sau đó. Khi bác sĩ vào thăm khám bệnh nhân, người nhà được yêu cầu ra khỏi phòng bệnh. Mọi người đang đứng ngoài hành lang thì một ca cấp cứu được đẩy ngang qua. Người bị thương ra quá nhiều máu, máu loang ra ướt cả tấm ga trải giường. Bác sĩ và người nhà bệnh nhân cùng hối hả, người đẩy xe, người ôm túi quần áo, kẻ cầm bịch máu đang truyền dơ cao và lật đật chạy theo. Mọi người đứng dạt ra nhường lối, có những tiếng kêu lên thảng thốt. Nhiều người quay mặt đi, chàng trai co rúm, mặt tái xám như kẻ chết chìm, tay nắm chặt song cửa sổ, người cứ như muốn khuỵu xuống. Con gái bà cụ đứng gần, tròn mắt nhìn cậu: sao vậy? Đáp lại là giọng rờ rạc như hụt hơi: thấy máu, em sợ lắm. Nói rồi cậu đưa tay lên ngực, mặt hằn vẻ đau đớn. Cô gái chớp mắt, dường như vừa cảm nhận được điều gì đó từ chàng trai. Ánh mắt bực tức của chị có phần dịu lại. Chờ chàng trai bình tâm, chị lại nhắc: về đi. Bằng giọng rất khẽ,
như dành cho người thân. Khi khách quay lưng, chị đứng nhìn theo cho đến khi dáng cậu khuất dần nơi cầu thang. Lần thứ ba chàng trai đến thăm bà cụ lúc đã khuya, đèn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào mờ mờ. Từ phòng bệnh vọng ra tiếng thở đều đều, báo hiệu mọi người đang chìm vào giấc ngủ cùng tiếng quạt quay xè xè. Cậu đứng ngoài hành lang, mãi miết nhìn bà cụ qua cửa kính, rồi quay sang tôi bắt chuyện, giọng lo lắng. Liệu sau này bà cụ có đi lại được không chú? Tôi động viên. Người già hồi phục chậm nhưng chắc chắn đi lại được. Đáp lại là giọng phấn chấn. Được vậy thì mừng quá. Thấy dáng khắc khổ cùng vẻ mệt mỏi của cậu, tôi gợi chuyện. Sao cháu đến thăm trễ vậy? Dạ, cháu làm mới xong. Làm gì? Cháu bưng bê rửa bát cho nhà hàng. Chú ạ. À. Nhìn kỹ tôi lờ mờ nhận ra những vết lọ nghẹ, dầu mỡ dính trên áo người đối diện, là cảm thấy phảng phất mùi thức ăn gia vị. Thấy cậu qua đi, đưa tay lên che miệng, nén tiếng ngáp dài, tôi nhắc. Cháu về ngủ đi. Cậu khẽ dạ nhưng vẫn tần ngần một lúc rồi mới quay lưng. Hôm sau, nghe tôi kể những điều vừa biết về chàng trai, con gái bà cụ ngồi lặng. Lúc lâu, chị mới cất giọng khe khẽ, như nói với chính mình hơn là sẻ chia. Cứ mỗi lần nghe câu hát, thằng đi gãi thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm. Em lại rưng rưng, thương bạn, thương mình một thời khốn khó. Nói rồi, chị nhìn xa xăm ra khoảng trời ngoài cửa sổ, mặt mang mát buồn. Lần đến thăm bà cụ tiếp theo, chàng trai không giấu được niềm vui khi thấy sức khỏe cụ đang dần hồi phục. Nét mặt tươi tỉnh của người bệnh đã thắp lên hy vọng và xua dần buồn đau của người thân. Bây giờ, con gái bà và thủ phạm đã thân tình hơn. Qua rồi sự gượng gạo và lạnh nhạt, cô gái đón cậu với thái độ cởi mở. Chị hỏi thăm việc học tập, gia đình, quê hương. Không còn khép nép và sợ sệt, chàng trai cũng mạnh dạn trải lòng. Ngồi với nhau được một lúc thì chị chủ động tiễn khách. Cậu về đi, còn phải đi học đi làm nữa. Chàng trai liếc nhìn đồng hồ trên tường, hơi giật mình rồi rút chiếc phong bì từ túi áo ngực, cầm cả hai tay đưa lên trước cô gái. Chị ơi, em xin gửi chút ít để thêm tiền thuốc men cho bà. Chị bất ngờ, lúng túng, chàng trai cũng ngượng ngùng. Bà chủ nhà hàng thương nên cho em ứng tiền 3 tháng, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, chị ạ. Đáp lại là giọng từ chối rối rít. Thôi thôi, cậu cất đi, cất đi. Cậu giãy nảy không chịu, chị thì cố năn nỉ, cậu nghe lời mình. Chiếc phong bì cứ đưa qua đưa lại. Sau cùng, cô gái cầm chiếc phong bì ngồi lặng lúc lâu, giọng buồn như sắp khóc. Tiền 3 tháng làm thêm dồn cả vào đây, thế 90 ngày sắp tới em ăn học bằng gì? Giọng chị nghẹn lại. Chàng trai bối rối, miệng ngắt ngứ không nói nên lời. Chị cố ghìm xúc động, ghé tai cậu nói nhỏ. Chị cũng từng là sinh viên nghèo, từ quê lên phố vừa học vừa làm như em nên rất hiểu. Liền đó, chị gấp chiếc phong bì lại và nhét sâu vào túi áo chàng trai, dứt khoát như một mệnh lệnh. Cậu đứng lặng, rơm rớm nước mắt. Câu chuyện thứ 7. Lời hứa của một đôi trai gái 17 tuổi. Cả hai đang ở độ tuổi 17, họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Trong một chớp mắt, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó, họ không còn cô đơn nữa. Đến một ngày, cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị được nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn họ cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa mỗi tuần sẽ viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau, họ chia tay nhau. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm, cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi đến, rồi thanh thản khép đôi bờ mi,
miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc. Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em không nên sợ hãi, vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khỏe dần, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không cô đơn. Hôm sau, bà mẹ mở tủ của cô con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẫu giấy cô con gái viết cho bà mẹ. Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thư này. Mỗi tuần mẹ giúp con gửi một lá cho anh ấy, để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ. Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ tràn đầy sinh khí và sức sống, được phiền giải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây một tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: con trai tôi đã mất cách đây một tháng, nhưng trước khi ra đi, nó dành 3 ngày 3 đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang trông mong chờ đợi sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng này, tôi thay con trai gửi những lá thư này đi. Không biết cô gái ấy có nhận được không? Bà mẹ của cô con gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Họ bảo làm như thế để vì một ước nguyện cao cả. Câu chuyện thứ 8: lỗi lầm và niềm ân hận. Cuộc sống ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải biết nhận lỗi và thay đổi để trở nên tốt hơn. Câu chuyện thứ 8: lỗi lầm và niềm ân hận. Cuộc sống ai cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng phải biết nhận lỗi và thay đổi để trở nên tốt hơn. Vào những ngày cuối năm 2002, trên các trang báo của Ý đã xuất hiện một thông báo tìm người rất đặc biệt. Ngày 17 tháng 5 năm 1992, ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương nghiệp thành phố Avenue, một người phụ nữ da trắng bị một chàng trai da đen cưỡng hiếp. Không lâu sau, người phụ nữ kia đã sinh ra một bé gái da đen. Hiện tại cô bé bị bệnh máu trắng, cần phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy gấp. Ba ruột của cô bé chính là niềm hy vọng duy nhất để cứu sống cô. Hy vọng người năm xưa sau khi đọc được lời nhắn này hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ Andrew làm việc tại bệnh viện Elizabeth. Bản tin đã nhanh chóng tạo ra một chấn động trong dư luận. Đây là một câu chuyện có thật và nó sẽ có kết cục như thế nào? Đối diện với một kẻ cưỡng bức, bạn có tha thứ cho anh ta không? Xin hãy nghe tiếp. Cô bé bị bệnh máu trắng liên quan đến một bí mật. Ở một khu dân cư thuộc thành phố Foggia, nước Ý, Mada, 35 tuổi, là người phụ nữ luôn bị mọi người xì xào bàn tán bởi cô và chồng Peter đều là người da trắng, nhưng trong hai đứa con của họ lại có một đứa là da đen. Điều này đã khiến cho những người hàng xóm xung quanh không khỏi cảm thấy tò mò. Mada luôn cười nói với họ rằng do bà nội của mình là người da đen, ông nội là người da trắng, nên đứa con gái Monica mới xuất hiện lại giống như vậy. Và bí mật đã không thể che đậy được nữa. Mùa thu năm 2002, cô bé da đen Monica bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Biện pháp chữa trị duy nhất là làm phẫu thuật cấy ghép tủy. Hết thảy những người thân họ hàng hai bên đều đến bệnh viện làm xét nghiệm, nhưng không có ai thích hợp cả. Một buổi tối, bác sĩ Andrew đang trực ban thì có tiếng gõ cửa, là vợ chồng Mada. Và ông đã được nghe bí mật mà hai vợ chồng họ chôn giấu bao năm nay.
Chuyện xảy ra vào tháng 5 năm 1992, lúc đó là 10 giờ tối, trời mưa rất to, mà Đà vừa tan ca làm. Khi cô đi ngang qua một bãi đậu xe bị bỏ hoang, mà Đà nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn, là một chàng trai da đen đang đứng phía sau cô. Anh ta tay cầm một khúc cây đánh cô ngất đi và làm nhục cô. Không lâu sau đó, mà Đà phát hiện mình đã mang thai. Họ đã vô cùng sợ hãi, lo sợ rằng đứa con này chính là của người da đen kia. Mà Đà muốn phá bỏ cái thai, nhưng Peter đã ngăn cản cô bởi anh vẫn hy vọng đứa bé trong bụng chính là con của họ. Cứ như vậy, họ đã thấp thỏm chờ đợi. Tháng 3 năm 1993, mà Đà hạ sinh một bé gái là da đen. Họ đã hoàn toàn tuyệt vọng và quyết định sẽ đem đứa bé cho cô nhi viện. Nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của nó thì lại không nhẫn tâm. Và cuối cùng họ quyết định sẽ nuôi nấng cô bé này như con gái. Mắt Peter bắt đầu nhòe đi. Anh tiếp tục nói, dù sao thì Mada cũng đã mang thai nó. Đứa bé không có tội gì cả. Nó xứng đáng được sống và yêu thương. Sống mũi bác sĩ Andrew cũng đã cay cay. Ông im lặng một lúc rồi cuối cùng mở lời. Ông bà phải tìm được cha ruột của Monica. Nó không chừng tủy xương của anh ta hoặc tủy xương của con cái anh ta có thể thích hợp với Monica. Nhưng ông bà có bằng lòng để cho anh ta xuất hiện trong cuộc đời mình lần nữa hay không? Mà Đà nói, vì Monica, chúng tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta. Nếu như anh ta chịu bước ra để cứu đứa bé, tôi hứa sẽ không khỏi tố. Bác sĩ Andrew không khỏi chấn động sâu sắc bởi tấm lòng thương con của người mẹ này. Mada và Peter suy nghĩ hết lần này đến lần khác, quyết định dùng hình thức giấu tên để đăng một bản tin tìm người trên báo. Tháng 11 năm 2002, trên hầu hết các tạp chí thành phố Forbes đều đăng một bản tin tìm người. Nhưng trong biển người mênh mông, huống hồ chuyện đã nhiều năm như vậy, biết đi đâu để tìm tên cưỡng dâm năm xưa. Câu chuyện này đã làm cảm động rất nhiều người. Một làn sóng hiến tủy lan khắp cả nước. Không ít người tự nguyện làm xét nghiệm tủy để xem mình có thích hợp hay không. Và điều đó đã cứu được rất nhiều bệnh nhân bị bệnh máu trắng. Nhưng Monica lại không nằm trong số những người may mắn. Bản tin cũng truyền đến tai những tội phạm da đen năm đó. Rất nhiều người đã tự nguyện trình báo để làm xét nghiệm xương tủy, hy vọng có thể hiến tủy cho Monica. Cả những tù nhân da trắng cũng bị cảm động trước tình mẫu tử của Mada. Họ bày tỏ sự quan tâm chân thành đến cô và cung cấp nhiều manh mối hỗ trợ cảnh sát và gia đình tìm ra kẻ cưỡng dâm năm xưa. Nhưng đáng tiếc thay, họ vẫn không thể tìm ra cha ruột của Monica. Hơn 2 tháng trôi qua, người đàn ông da đen kia vẫn không xuất hiện. Mada và Peter vẫn hồi hộp lo lắng chờ đợi phép màu sẽ đến với con gái của họ. Sau khi bản tin tìm người này xuất hiện trên trang báo ở một thành phố Napoli, trong lòng ông chủ của một nhà hàng cao cấp là Aglia bắt đầu dậy sóng. Ngày 17 tháng 5 năm 1992, trong cuộc đời anh đã trải qua một đêm mưa gió bão bùng tựa như ác mộng. Anh rất có thể là người được nhắc đến trong câu chuyện trên. Không ai có thể ngờ được rằng triệu phú Aglia của ngày hôm nay từng là một người rửa chén thuê trong một nhà hàng ở thành phố Foyer. Cha mẹ mất sớm, anh phải nghỉ học, lăn lộn kiếm sống ngoài xã hội. Trớ điều thay, ông chủ của anh lại là một kẻ phân biệt chủng tộc. Dẫu anh có cố gắng làm việc chăm chỉ thế nào, thì vẫn luôn phải chịu sự đánh đập chửi mắng từ ông ta. Đó là sinh nhật lần thứ 20 của Adia. Anh dự định sẽ nghỉ làm sớm để đón mừng sinh nhật của mình. Không ngờ trong lúc loay hoay đã vô tình làm rơi một cái đĩa. Ông chủ túm chặt lấy cổ anh, bắt anh phải nuốt hết những mảnh vỡ đó. Adia phẫn nộ trong ta một đấm rồi xông ra khỏi quán. Anh quyết tâm báo thù người da trắng. Buổi tối hôm đó trời mưa tầm tã, trên đường dường như không có một bóng người đi lại. Trên bãi đậu xe anh gặp Mada. Căm phẫn dâng trào trong anh về sự phân biệt chủng tộc, lòng căm thù đối với người da trắng đã khiến anh phạm phải tội ác lớn nhất trong cuộc đời, mà cho đến tận bây giờ
anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Anh đã cưỡng bức người phụ nữ vô tội đó. Hối hận vô cùng, anh đã mua vé xe lửa đến thành phố Napoli, rời xa khỏi thành phố này trong đêm hôm đó, hy vọng có thể quên đi cảm giác tội lỗi mà anh đã gây ra. Về sau, Attia đã tìm được công việc thuận lợi ở nhà hàng của một người Mỹ. Đôi vợ chồng đó rất quý sự cần cù của anh, còn đem cô con gái Lina gả cho anh. Về sau còn giao cho anh quản lý toàn bộ công việc kinh doanh của nhà hàng. Mấy năm trở lại đây, anh đã phát triển nhà hàng thành một nhà hàng cao cấp sang trọng. Anh và Lina cũng có với nhau ba đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Đối với mọi người, Adlia thật sự là một ông chủ tốt, người chồng tốt và người cha tốt. Adlia vẫn không sao quên được tội ác năm xưa. Anh luôn cầu nguyện Thượng Đế, xin người hãy phù hộ người phụ nữ đã từng bị anh làm hại kia. Hy vọng cô có thể bình an vô sự sống một cuộc sống hạnh phúc và không bị tổn hại bởi tội lỗi anh đã gây nên. Nhưng anh trước giờ chưa từng đem bí mật trong lòng này nói với bất kỳ ai. Buổi sáng hôm đó, Adia đã đọc đi đọc lại bản tin đó đến mấy lần. Trực giác bách bảo rằng anh chính là kẻ cưỡng gian được tìm trên tờ báo đó. Anh không bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ đáng thương đó đã mang thai và đã nuôi dưỡng đứa con vốn không thuộc về mình. Cả ngày hôm đó, Adlia đã gọi điện thoại cho bác sĩ Andrew mấy lần, nhưng điện thoại còn chưa quay xong, anh liền vội cúp máy. Trong lòng anh đang giãy giụa đau đớn. Nếu như đứng ra thừa nhận tất cả, mọi người sẽ biết được quá khứ xấu xa của anh. Những đứa con sẽ không còn yêu thương anh nữa. Anh sẽ mất đi gia đình hạnh phúc và người vợ xinh đẹp. Cũng sẽ mất đi sự tôn trọng trong xã hội đối với mình. Anh đã rất khó khăn để có một cuộc sống như ngày hôm nay. Anh không thể để hạnh phúc tuột mất được. Buổi tối hôm đó, mọi người trong nhà đều bàn luận về những tin tức có liên quan đến Mada trên báo chí như những lần trước. Người vợ Lina nói, em thật sự rất khâm phục người phụ nữ này. Nếu như đổi lại là em sẽ không đủ can đảm để nuôi dưỡng con gái đã được sinh ra vì bị cưỡng hiếp. Em càng khâm phục chồng của cô ấy. Anh ta quả thật là một người đàn ông đáng được tôn trọng, có thể chấp nhận một đứa con như thế. Adlia im lặng hồi lâu rồi hỏi, vậy em nhìn nhận kẻ cưỡng bức đó như thế nào? Lina căm phận nói, em tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn ta được. Năm xưa đã làm sai rồi, vào thời khắc then chốt của bây giờ, hắn ta lại rụt cổ trốn tránh. Hắn ta thật đúng là quá đê tiện, quá ích kỷ, thật là quá ghê tởm. Hắn ta là con quỷ hèn nhát. Nghe Lina nói vậy, Adlia càng không dám nói ra sự thật với vợ. Anh trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, cảm giác bản thân như bị đày đọa dưới địa ngục. Những khung cảnh trong đêm mưa gió tội ác đó không ngừng xuất hiện trước mắt. Anh dằn vặt tự hỏi, mình rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Mấy ngày sau, Adlia không cách nào im lặng được nữa. Tình thương của người cha đã bùng lên từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh. Anh muốn cứu con gái mình. Anh đã phạm sai lầm một lần rồi, bây giờ không thể phạm sai lầm tiếp nữa. Anh gọi cho bác sĩ Andrew bằng điện thoại công cộng. Cũng trong tối hôm đó, anh lấy hết can đảm để nói với vợ tất cả. Lina bật khóc. Cô không thể nào có thể chấp nhận được người chồng rất mực yêu thương cô lại chính là một tên tội phạm. Cô chạy ào ra khỏi cửa, lái xe đi suốt đêm trong vô vọng. Cô chưa từng trải qua đêm nào khủng khiếp như vậy trong cuộc đời. Sau một đêm dằn vặt đau khổ, cô đã quyết định trở về. Adia ra mở cửa, hai mắt đỏ hoe. Lina kiên định nói, Adia, anh hãy đến chỗ bác sĩ Andrew, em sẽ đi cùng với anh. Ngày 8 tháng 2 năm 2003, vợ chồng Adia đã đến bệnh viện Elizabeth và làm xét nghiệm ADN. Kết quả, anh thật sự chính là cha ruột của Monica. Khi biết được người đàn ông da đen từng làm nhục mình cuối cùng đã dũng cảm bước ra, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn dài trên má Mada. Cô đã căm hận trong suốt 10 năm, nhưng thời khắc này đây cô vô cùng cảm động. Tất cả đều được tiến hành cực kỳ bí mật. Bệnh viện đã không tiết lộ thân phận của người trong cuộc
cho báo chí mà chỉ thông báo với ký giả rằng đã tìm được cha ruột của Monica. Thông tin này đã khiến người dân cả nước quan tâm. Họ không ngừng gọi điện thoại và viết thư cho bác sĩ Andrew, nhờ ông gửi sự tha thứ và lòng tôn kính của họ đến người da đen này. Anh ấy từng là tội nhân, nhưng giờ đây anh ấy là một anh hùng. Ngày 18 tháng 2, dưới sự sắp xếp bí mật, Mada gặp Adia trong phòng khách của bệnh viện. Khi nhìn thấy Mada, bước chân Adia nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Mada và chồng bước đến, nắm chặt lấy tay anh. Ba người nhìn nhau, khóc không thành tiếng, nước mắt hòa lẫn vào nhau. Rất lâu sau, Adia nghẹn ngào nói, "Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi." Câu nói này tôi đã chôn sâu trong lòng suốt hơn 10 năm nay rồi. Hôm nay cuối cùng đã có cơ hội để nói với chị. Tôi thật sự hy vọng Monica và anh chị sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Tôi rất cảm ơn Monica. Con bé đã cho tôi một cơ hội để chuộc tội và có thể sống thanh thản trong nửa đời còn lại. Đây chính là món quà mà con bé đã ban tặng cho tôi. Mada nói, cảm ơn cậu đã có thể bước ra, cứu xin Thượng Đế phù hộ, tủy xương của cậu đã cứu sống con gái tôi. Ngày 22 tháng 2 năm 2003, thời khắc mà mọi người chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến. Xương tủy của Adia được cấy ghép vào trong thân thể Monica. Một tuần sau đó, Monica khỏe mạnh xuất viện. Vợ chồng Mada đã hoàn toàn tha thứ cho Adia.